chứ giờ chị cũng có công việc ổn định, này làm nặng thì không nổi, bây giờ chị ước là những thiện chí nó hỗ trợ cho chị cái máy kia đó để chị buôn bán việc nhị cho nó đỡ nay đỡ mai dùng một xíu vậy đó. Nên cũng nhờ cũng rất là biết ơn. Nó cũng cái bệnh của nó nằm trong đây nè, lâu lâu là nó cứ như vậy đó, chừng 5-3 bữa là nó cứ mẹ cũng mệt, cũng thở không có nổi. Chỉ dưới đây và cái bản cam kết này chỉ có sự xác nhận của xã, thì chút nữa em sẽ đem xuống ghi họ tên em nha.